Cô chào tất cả các bạn học sinh của trường Chí Linh đến với tiết học luyện từ và câu ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ của các con. Đó là bài mở rộng vốn từ truyền thống. Các con hãy nhớ lại kiến thức của mình đã học và trả lời câu hỏi sau. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống? A. Phong tục và tập quán của tổ tiên, ông bà. B. Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. C. Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đáp án chính xác đó là đáp án C. Truyền thống là lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở tiết học luyện từ và câu tuần trước, các con đã hiểu thế nào là phép thay thế từ ngữ để liên kết câu. Tiết học ngày hôm nay, các con cùng thực hành về thay thế từ ngữ để liên kết câu qua bài học Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu. Chúng ta cùng đến với bài tập 1. Trong đoạn văn sau, người viết đã dùng những từ ngữ nào để chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng? Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? Các con hãy đọc đoạn văn và cho cô biết đoạn văn gồm có mấy câu. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Đoạn văn này gồm có 3 câu. Cả 3 câu trong đoạn văn đều nói về ai? Đó chính là nhân vật Thánh Gióng. Các con cùng quan sát tranh nào. Các con hãy cho cô biết trong đoạn văn người viết đã dùng những từ ngữ nào để chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng. Các con hãy dùng bút chì gạch dưới các từ đó nhé. Cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Đó là các từ Phù Đổng Thiên Vương, Trang Nam Nhi, Tráng Sĩ Ấy, Người Trai Làng Phù Đổng. Vậy theo các con, việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? Tác dụng của nó chính là tránh việc lập từ, giúp diễn đạt sinh động hơn, rõ ý hơn mà vẫn đảm bảo sự liên kết. Vậy chúng ta cùng nhớ lại nè, liên kết câu bằng cách dùng đại từ thay thế hay liên kết câu bằng cách dùng từ đồng nghĩa hoặc dùng từ để chỉ cùng một đối tượng để liên kết thì có cùng một tác dụng, đó là để tránh lập từ. Liên kết câu bằng đại từ thì có thể rút gọn văn bản, còn liên kết câu bằng cách dùng từ đồng nghĩa hoặc dùng từ để chỉ cùng một đối tượng thì có tác dụng là cung cấp thêm thông tin phụ, làm rõ hơn về đối tượng. Các con hãy ghi nhớ nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập 2. Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong hai đoạn văn sau bằng các đại từ hoặc từ đồng nghĩa. Chúng ta cùng xác định yêu cầu đề bài nào. Đề bài yêu cầu thay thế từ ngữ lặp lại bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa. Ở hai đoạn văn này thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng có tất cả 7 câu văn. Và ai cũng nhìn thấy được từ lặp lại, đó chính là từ Triều Thị Trinh. Vậy bây giờ các con hãy suy nghĩ và tìm đại từ hoặc từ đồng nghĩa để thay thế từ Triệu Thị Trinh và điền vào chỗ chấm nhé. Sau khi các con đã làm xong bài tập thì cô và các con cùng kiểm tra kết quả nào. Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên, Thanh Hóa. Người thiếu nữ họ Triệu xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. Nàng bắn cung rất giỏi, thường theo các phường săn đi săn thú.
Có lần nàng đã bắn hạ một con báo gấm hung dữ trước sự thán phục của mọi người. Hằng ngày chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập, Triệu Thị Trinh vô cùng uất hận, nung nấu ý chí trả thù nhà, đền nợ nước, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Năm 248, người con gái vùng núi Quan Yên cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công, nhưng tấm gương anh dũng của bà sáng mãi với non sông, đất nước. Như vậy, sau khi thay thế các từ được lặp lại, con thấy đoạn văn của mình có hay hơn không nào? Và đây là hình ảnh bà Triệu cưỡi voi ra trận năm 248. Bây giờ, cô và các con cùng làm bài tập 3. Bài tập 3 là bài tập viết một đoạn văn ngắn kể về một tấm gương hiếu học, trong đó có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu. Bây giờ các con có thể kể cho cô nghe những tấm gương hiếu học mà con biết không nào? Các con có nhớ không? Một vài tấm gương hiếu học như Nguyễn Hiền là ông Trạng năm 13 tuổi, thầy Nguyễn Ngọc Ký, thầy đã bị liệt hai tay và thầy viết bằng chân. Mạc Đỉnh Chi, một cậu bé nhà nghèo nhưng rất hiếu học. Các con hãy thực hành viết một đoạn văn ngắn kể về một tấm gương hiếu học, trong đó có sử dụng biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu vào trong vở. Cô sẽ cho các con xem một đoạn văn tham khảo. Mạc Đỉnh Chi, nhà nghèo nhưng rất hiếu học. Ngày ngày, mỗi lần gánh củi đi qua ngôi trường gần nhà, cậu bé lại ghé vào học lỏm. Thấy cậu bé nhà nghèo mà hiếu học, thầy đồ cho phép cậu được vào học cùng chúng bạn. Nhờ thông minh, chăm chỉ, cậu học trò họ Mạc nhanh chóng trở thành trò giỏi nhất trường. Nhân vật được nhắc đến ở đây chính là Mạc Đỉnh Chi. Và bài văn tham khảo này đã thay thế từ Mạc Đỉnh Chi bằng các từ cậu bé, cậu, cậu học trò họ Mạc để tránh lập từ mà giúp đoạn văn cũng hay hơn. Các con hãy tham khảo và làm bài nào. Sau khi tìm hiểu bài và thực hành qua các bài tập, các con hãy nhắc lại cho cô biết, khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng những từ ngữ nào để thay thế? Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc thì ta có thể dùng đại từ hoặc những từ đồng nghĩa để thay thế những từ ngữ đã dùng ở câu trước. Vậy việc thay thế cho những từ ngữ như vậy thì có tác dụng gì? Các con có nhớ không? Việc thay thế cho những từ ngữ như vậy có tác dụng tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các con hãy ôn lại kiến thức mình vừa học và hoàn thành bài trong phiếu bài tập và gửi về cho cô nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con. Chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau.